Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca căn kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu. Trong nghiệp kiếp có tiền cầu và năng nghe tới chuyên trời tụng người tỏ như là ngày nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Vương Quảng, Tập Luân Quyển 2, Phẩm 2, Chư Thiên, Nữ Hỏi Về, Bốn Đại. Bây giờ, khi Bồ Tát Địa Tạng giảng thuyết rộng rãi kinh Đại Kỳ Biệt như vậy, thì ở núi Khưu La Đề Gia hiện trụ sáu thứ chấn động, tất cả âm nhạc không đánh mà tự vang lên. Từ không trung mưa xuống nhiều hoa báu, tất cả đại chúng đều run sợ, nghĩ là việc hiếm có. Khi ấy thiên nữ công đức lạc, thiên nữ diệu âm thanh, thiên nữ kiên cố địa thần, thiên nữ vị tạng hữu, thiên nữ đại quang minh. Những vị thiên tử đó đều là bậc đứng đầu, cùng với 1.800.000 quỷ thần đại tự tại khác. Từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng về Đức Phật thưa: Thế Thái Tùng, thật là hiếm có. Thế bậc thiền thệ, thật là hiếm có. Chúng con tuy ở nơi bốn đại đạt được năng lực tự tại mà không thể biết bốn pháp căn bản lớn ở đời. Ở thời ban đầu, thời giữa và thời cuối, các nhân duyên cùng nhau khởi diệt, không biết oán ghét, không biết là thiện, bất thiện cho đến bạn lành. Nếu thiện nam đạt được trí tuệ ba la mật sâu xa như vậy, mới có thể phân biệt rõ ràng về thời đầu, giữa và cuối của bốn đại như thế, cùng nhận biết các cái sự sinh diệt. Đức Phật nói: đúng vậy, này thiện nữ. Thì năm ấy đạt được trí tuệ ba la mật sâu xa nên hoàn toàn biết được bốn đại nơi thời đầu, giữa, cuối. Ví dụ thiện thần có ngọc như ý nên có thể làm tuôn vô lượng trận vô báu, có lợi ích lớn, lành thay thiên nữ. Thiện nam này là có thể tuôn mưa vô lượng báu giác ý, đều bố thí khắp tất cả chúng sinh. Ví như bại báu, có thể hiện ra vô lượng các thứ cho báu. Thiện nam này thành tựu đầy đủ nhiều loại giác ý, cũng là như vậy. Ví như cây ba lợi giác đa la, khi hoa mới nở màu sắc tuyệt đẹp. Như vậy thì nam ấy đã dùng vô lượng pháp vật để tự trang nghiêm. Như sư tự du ở trong tất cả chúng sinh đều không sợ hãi, thì năm ấy cũng là như vậy, đối với tất cả các loài cũng không sợ hãi. Ví như mặt trời mọc diệt trừ tất cả tối tâm, như vậy thì năm ấy có thể diệt trừ tất cả các thứ tối tâm của các sở vô định nơi tất cả chúng sinh. Cũng là như vậy, ví như mặt trăng chiếu khắp bốn châu thiên hạ, có thể khiến cho người mê hoặc lầm lạc đạt được đạo chân chánh, thì năm ấy cũng có thể làm cho người mê lầm chưa hội nhập nơi ba thừa, còn ở chốn sinh tử hoang vắng trở về đạo chân chánh, an trú trong ba thừa. Ví như đại địa có trăm loại lúa và các cây thuốc, tất cả chúng sinh nhờ đó mà được phát triển, thì năm ấy cũng vậy, tất cả trời đạo cho các pháp thiện khác đều được tăng trưởng. Ví như núi Chúa Tu Di có năng lực hoàn toàn kiên cố, là nơi an trú cho tất cả không hề tăng giảm, thì năm ấy cũng như vậy, an trú trong pháp của Phật mà không xả bỏ tất cả chúng sinh, căn lành đều được kiên cố, không hề bị thiếu khuyết, không bị hao mất. Ví như hư không, tất cả chúng sinh đến đi vào đều an trú ở đó, thì năm ấy cũng vậy, tất cả chúng sinh cũng đều nương vào đó mà tăng trưởng vô lượng công đức. Bây giờ tất cả đại chúng nghe danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng ấy đều sinh tâm vui mừng, đạt được điều chưa từng có nên cung kính, tôn trọng, hoan hỷ, đều chiêm ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng mất không hề rồi. Lúc này muốn lặp lại nghĩa trên Đức Thế Tôn nói kệ, công đức đầu đà đều hòa hợp, chúng thanh văn tướng đều không khác, Bồ Tát Địa Tạng và chân đại sĩ, kính lễ Thế Tôn mà đến đây, cứu thoát khổ nạn ba đường ác, vì kính Thế Tôn đến đây. Chư thiên tuôn mưa vô lượng loại, đều để cúng dường Đức Thế Tôn, xem xét kỹ ở khắp bốn phương, lìa cấu chiếu sáng trời để thích, nhất tâm chắp tay hướng về Phật, đều muốn kính tịnh Đức Thế Tôn. Ta nay muốn thấy đại chúng này, Ngọc Bani phát ra ánh sáng, tất cả ruộng phước thật rộng lớn đều được thấy ánh sáng chiếu khắp, thần thông Thế Tôn ánh sáng tỏa. Nay vì ai mà lại hiện bày? Đại chúng cùng đến nơi Thế Tôn, Địa Tạng đến đây chân Phật tử, lấy kho bày báu bố thí khắp, kho cho báu Phật là không sợ, hạt giống tức là Đại Bồ Tát, là thân chủ của mọi chúng sinh. Chủ này sinh ra pháp Phật báu, biện công đức lớn nên tinh tấn, tự tánh đại bi thật trong suốt, có thể cứu khổ cho chúng sinh, ban cho các loài không sợ hãi, như mặt trăng hiện bày đạo chánh, phát sinh căn lành như đại địa, như kim cang chặt đứt kết sử, làm đại thế chuộng chạy thoát báu, như nước lớn xua các phiền não, như lòng che trùm phiền não đốt,
cũng như lương y trừ các bệnh, một khoảnh khắc tán thán địa tạng, hơn các Bồ Tát trăm ức kiếp, như vô lượng đức của bậc trí. Vì thế địa tạng tiếng vang khắp, vì nào trói buộc cả chúng sinh, đều khiến xa lìa được giải thoát, chứng đại tam muội thủ lăng nghiêm, vượt qua các thiền đến bờ giác. 12 nhân duyên đều thanh tịnh, trí tuệ rộng lớn như hư không, chúng sinh nơi vô lượng cõi Phật, đều diệt trừ hết các tâm tối, chúng sinh an trú trong bốn thiền, xét khắp cõi Phật tu các hạnh, khiến chúng sinh nhập vào tam muội, tất cả đều lìa lỗ phiền não, nghiệp ác chúng sinh nơi quá khứ, từng ở kiếp đau bên bệnh dịch, nơi thế giới này nhận các khổ, thì năm kia có thể cứu độ tất cả chúng sinh trong sáu đường, từ bị các khổ nạn bức bách, nên phải quy mạng đức địa tạng, khi các khổ nạn đều dứt hết. Chúng sinh lưu chuyển các nẻo khổ, cùng nhau khởi tranh chấp tàn hại, nếu quay về do đức địa tạng, khiến kẻ tranh chấp tại đều nhẫn, rất lo sợ nơi ba đường ác, mong cầu không được thường khốn khổ, cũng nên quy mạng đức địa tạng, tất cả đều diệt trừ sợ hãi, nếu tu giữ giới và niệm định, muốn được trí tuệ bậc đa văn, đều nên quy mạng đức địa tạng, tùy tâm mong cầu đều đầy đủ. Muốn được các công đức như vậy, dùng hạt giống phương tiện thiện xảo, đều nên quy mạng đức địa tạng, mọi sở nguyện kia đều thành tựu. Ruộng phước chứa tất cả lúa thuốc, cho nên muốn cầu các nam nữ, đều nên quy mạng đức địa tạng, khiến thành tựu được các sở nguyện. Nếu muốn tu hạnh các công đức, tất cả hiện có đương vào đất, thuốc lúa tươi tốt cùng mật mà, cũng nhờ địa tạng được tăng trưởng. Nghiệp kết vì não làm chướng ngại, tạo 10 điều ác, nghiệp bất thiện, đều nên quy mạng đức địa tạng, diệt trừ phiền não tội ác nặng, dù chánh pháp giáo hóa chúng sinh, hiện đủ các hình tùy thời tuyết, tu tập bố thí các công đức, nhằm cứu chúng sinh phát đại bi, và sở đầy đủ trong trăm kiếp, không thể phân biệt công đức này, gọi là công đức của tạng lớn, tất cả thể đều nên cúng dường. Phẩm 3. Phát vấn bản nghiệp đoạn kết. Bây giờ là Bồ Tát Địa Tạng từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ là y phục quỳ gối phải, chắp tay hướng về Đức Phật thưa: Mà Thế Tôn, để con xin thưa hỏi đôi điều, con xin Thế Tôn chấp nhận thuyết giảng cho con. Đức Phật nói: Ông là trượng phu chân thiện, và muốn hiển bày trí tuệ vô ngại cho chúng sinh, cũng khiến cho người khác làm đại trượng phu. Nếu có thể thưa hỏi, cứ tùy ý, cho xin nghi ngờ, hôm nay Như Lai sẽ thuyết giảng rõ, khiến ông được vui vẻ. Khi ấy, Bồ Tát Địa Tạng dùng kệ để hỏi. Trải qua 13 kiếp, tu hành ruộng phước Phật, đói khát cùng bệnh tật, tất khiến chúng sinh diệt. Vì hàng ức chư Phật, cúng dường không nghĩ bàn, nay gặp đạo tràng lớn, thanh tịnh chúng quay về. Sáng suốt dốc tinh cần, tất cả đến hội này, cùng một lúc vân tập, không có các trượt ác. Đời xấu nhiều canh ghét, làm ác bỏ hành tịnh, sao biết được việc ác, quá nhiễu, phá hoại nghi. Đều cùng với ác nghịch, hủy bán pháp chân chánh, cho bay các hiền thánh mê chấp nơi đoạn thường, tạo tác 10 nghiệp ác, không sợ khổ đời sau, phải bỏ pháp ba thừa, vô định hướng đường ác, ngu si che mắt người, tham lam nhiều gian dối, làm sao chuyển pháp luân, từ bỏ các vô định phiền não kết kim can, làm sao đoạn trừ được, sao gọi là tổng trì, giải nhục nên du hòa, việc này chưa từng có, khiến ta đời sau gặp các nơi chưa từng ấy. Như vậy đại chúng ấy thành tựu hạnh đầu đà, tu tập đại bồ đề, làm sao ở nơi này thành Phật chuyển pháp luân. Lúc này Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng: lành thay này thiện nam, ở đời quá khứ ông đã hỏi nghĩa này nơi hằng hà xa trú xứ của Phật, của chư Phật. Như vậy đối với pháp ông cũng được nghe, thành tựu đầy đủ hạnh công đức trí tuệ, dùng diệu lực của phương tiện để đưa chúng sinh qua bờ bên kia. Ông muốn cứu độ các chúng sinh khác đạt an lạc lợi ích, còn khiến cho tất cả đại Bồ Tát đầy đủ các phương tiện được có báu vốn có, đầy đủ sáu pháp ba la mật nhằm làm viên mãn biển trí tuệ, quay về nơi quả vị cao quý, không đi vào đường ác, làm cho ban quân báu hưng thịnh ở 10 phương thế giới, pháp Phật được tồn tại lâu dài. Vì ý nghĩa ấy nên hỏi Như Lai: Này thị nam, nay ông hãy lắng nghe kỹ, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Bồ Tát Địa Tạng thưa: Bạch Thế Tôn, con nguyện muốn được nghe. Đức Phật nói: Đây là Như Lai ở đời quá khứ, với dự luật từ thệ nguyện gốc thành tựu 10 luân,
Trong cõi nước như vậy, có năm thứ trượt ở đời sáu ác, tất cả pháp tịnh đều giảm dần. Xa lìa bảy thánh tài cho các bậc trí, bị lưới đoạn thường ngăn che, chuyển xe cõi ác. Không sợ đời sau, tự ở trong vô minh tối tâm, hành đầy đủ mười nghiệp việc ác. Tạo năm thứ ngũ nghịch, vì bản chánh pháp, chỉ ban bậc hiền thánh, xử lý tất cả các công đức lành, tạo thành các việc ác, đều có thể ở nơi thế giới nhiễm sâu ác ấy, khiến cho tất cả đều được an ổn, không còn sợ hãi, thành tựu được pháp tối thắng của bậc thánh, có thể chuyển pháp luân, hàng phục các oán thù, tất cả đều được thâu phục, diệt trừ các phiền não, cũng như kim cang, khiến cho chúng sinh an trú và ba thừa, ở quả vị bất thoái chuyển. Này thì nam, ví như có người xa lìa công đức ở cõi nước thế giới hoặc trong cảnh giới của chính mình, của quân binh nổi lên bên ngoài nước lân cận đem quân lính đến xâm chiếm, nên lo sợ rối loạn chống cự nhiều cách cho đến những tướng vua nịnh gian trá nói dối có đủ loại bệnh bị tối tâm che lấp không thấy rõ, các đồng tử thì bị quỷ bị bắt lấy bị mê hoặc do a bát ma la, thân thể cô gầy tâm bị loạn, các căn xấu xí tay chân không đầy đủ, tài sản thường thiếu tốn, không có phước đức, không vì sự vui thích của tất cả, phần nhiều hướng đến ngoại đạo, phát sinh tà kiến, tâm ý điên đảo, hướng tới ba đường ác. Các quốc độ như thế nếu có người, nếu có nhiều các bậc cao niên, các quan viên lớn, được dân chúng phụ giúp, chức tước và bổng lộc, mà có thì tuần tự hưởng lấy, không giành hại lẫn nhau. Như vậy, xây dựng một nước có nhiều luật pháp sáng suốt để trị phạt và an ổn cho dân chúng, tác động khiến trì giới, từ bi, nhẫn nhục, oai nghi đầy đủ. Chỉ có thực hành khổ hạnh tất cả đều viên mãn, nhờ nhân duyên công đức như vậy nên các căn của chúng sinh được đầy đủ, thân thể cao lớn, oai đức tràn đầy, tu túc trang nghiêm, theo được tất cả cung kính tôn trọng, tâm tánh nhân đức từ bi rộng lớn, thông minh nhiều, trí tuệ, hoặc làm con chủ giả hay làm con vua đều đầy đủ các công đức ấy. Nước nóng thơm hòa vào nước lạnh ấm dùng để tắm rửa, mặc áo sạch mới, ánh sáng như báu, trên đỉnh đầu lại có các ngọc báu vàng trồng. Dòng hoa cài tay buộc các loại lụa trắng, dòng hoa cài các báu bằng vàng bạc ngọc dùng làm vòng xuyến đeo tay, các loại vòng đeo đủ các thứ báu như vậy để trang sức nơi thân mình, rất là để phục vụ chư thiên, các tiên và tất cả đế thích đều được phép ngồi ở tòa cao như trước vua cha nên lên đúng ngôi vị của vua. Rồi tất cả mấy vua rồng, trời đã thết, vua Atola, vua của bàn trà, các thứ chuông trống hiện có trước đây dùng cho vua cha hôm nay nhận chức vị của đánh trống này. Âm thanh ấy vang khắp các thành ấp, hết thảy hàng xác lợi bà la môn, tỳ xá thu đà tắm rửa thân thể, mà âm mới sạch sẽ bằng các thứ lụa báu trời, lụa báu, cờ, lọng, vàng, bạc, mani, trân trâu, châu, sa cừu, san hô, lưu ly, mã não, tất cả cho báu gì vua mới đăng quang. Theo có các tướng an lành nên dâng lên đủ thứ. Bây giờ vua mới thỉnh, mới được thỉnh vào ngôi vị làm lễ quán đảnh. Nhằm vô dụ lại các quan cũ tùy theo khả năng, mỗi người đều chức chức vụ trong công việc. Hoặc trong nước có giặc nổi loạn và các nước lân cận đem quân binh xâm chiếm, thì tùy theo oán địch đều phải diệt trừ hết, giữ gìn đất nước không bị tàn phá, điều lành được tăng trưởng, bà con họ hàng lại càng thân thiện hơn. Này thì anh em, nó có thể đạt được như vậy gọi là ở ngôi vị vua quán đảnh của luân thứ nhất. Trong cõi nước đó được sống an lạc, đề phục các oán thù, giữ gìn thân mạng, cuộc sống ổn định dài lâu. Đúng vậy, này thiện nam. Nếu người ở trong thế giới có đủ năm thứ ô trượt sâu ác, sẽ liền Phật đạo nên các chúng sinh ở trong cõi ấy, tâm nhiều, giận dữ, tàn sát lẫn nhau, tất cả mọi người đều khổ não, tối tâm, ngu si, khởi chấp đoạn thường, đủ các tranh tụng, tam lam, vua nịnh, ganh tị, gian dối, lừa, gạt, từ đủ mười tối ác. Chúng sinh do chấp giữ nó bị khổ não rối loạn, mọi người bị các đủ các phiền não và tai họa, nó sẽ lìa pháp nhãn sâu xa, bị các bệnh sân giận làm sợ hãi, tâm luôn đi bỏ các pháp vị chân thật, vọng tưởng đáng loạn trên bay pháp lành, ưa thích ái nhiễm, thường bị phiền não với các thứ nhận biết sai lầm che lấp, đường theo sáu phái ngoại đạo làm tổn thương đến tánh đạo, chạy theo ba đường ác. Các vị đại bồ tát đã từng thân cận cúng dường vô lượng chư Phật ở quá khứ, chứng được biển lớn trí tuệ an trú vào đạo hạnh của chư Phật, tất cả đều tập hợp đến chỗ của ta. Ông nên thực hành hạnh bố thí đều có thể điều phục hoàn toàn thành tựu khổ hạnh, sẽ lìa các đường các ác, tu tập lâu ngày
Hành khổ có hành khó làm của Phật. Thường như nghĩ đến kho tàng trí tuệ phước đức, đại từ, đại bi, trang nghiêm trọng cấp, tất cả biển lớn về thiền định tổng trì, nhỏ nhục và các quả vị đều được đầy đủ. Không sinh tâm, vô định lừa gió gian trá, thân thường hiền hòa, thành tựu nhỏ nhục, khéo thị tuệ để tạo mọi trang nghiêm đều bị phần vùi biển, nhất thiết trí. Các sắc tươi đẹp, ánh sáng chiếu khắp nơi, vì tất cả hàng thanh văn biết chư Phật là người dẫn đường, bởi vì tất cả chúng sinh sợ hãi sinh tử đều khiến được an ổn. Như các đức Phật có luôn tôn, Phật có nơi hàm, mâu ni, Phật ca diếp. Các trường tự của Như Lai như vậy ở trong hiền kiếp này làm vị đứng đầu, dùng nước thiền định trí tuệ từ tắm rửa, mặc áo hộ thiện là chỗ thực hành của các vị đại tiên tối thân. Cũng là giải thoát, giáo dòng hoa công đức cũng gọi là nhất thiết chủng trí, vô sinh chân thật, để tự trang nghiêm, thực hành ba điều thiện, vì ba cõi làm mây dày che phủ. Trong đời quá khứ được an trú hoàn toàn nơi các cõi Phật, ngồi ở tòa Tam Muội Kim Cang, ngồi ở nơi trụ xứ của hạt nhị thừa, an tọa nơi tòa tứ niệm xứ cũng là tòa ngồi nơi trước kia Phật đã ngồi, ở nơi nhất thiết trí an trú bồ đề và tuệ chuyển pháp luân, nối tiếp tam bảo làm cho trường tồn. Đang trong pháp phát ra âm thanh lớn vang khắp ba cõi. Nhờ âm thanh này khiến cho chư thiên loài người Atula, Kalola, Khanala, Mahola già, nhân phi nhân, cư bằng trà, phú đơn nê, ca trà phú đơn nê, ngàn quỷ tỳ xá xà đều nhờ vào tư vấn lặng của bốn đế mà tự trang nghiêm. Ba chuyển và 12 hành, pháp luân trước kia chưa chuyển, bây giờ sẽ chuyển. Tất cả sa môn, vạn la môn hoặc chư thiên ma phạm đều không thể chuyển được, nay chuyển là nhằm tạo lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Này thì nam đó gọi là chuyển pháp luân thứ nhất, đời này và đời sau. Điều đúng, điều sai đều nhận biết như thật, được an ổn không còn lo sợ. Tất cả oán thù tự nhiên hàng phục. Biết đúng như thật có thể làm phạm luân thể hiện khắp nơi, ở đời ác đủ năm thứ ô trượt. Cái đệ tử chính là tiếng gầm của sư tử. Nếu gây nên năm tội nghịch, chúng sinh tạo nên 10 điều ác. Những người này đập tan các phiền não như kim can, đoạn trừ các hữu lậu, đạt được giải thoát. Tùy theo sự mong muốn của họ, an trú và ba thừa đã được quả vị không thể chuyển. Này thì nay ví như có vị mới lên ngôi vua, nhận phép quán đảnh, xét xem ba đời quá khứ hiện tại vị lai được bao nhiêu đời, có bấy nhiêu vị vua, dùng trí tuệ quán xét nhân của nghiệp, tất cả quả báo tùy theo tánh tướng mà định vị chức tước của cho họ. Và ba nghiệp ấy khiến cho cõi nước đó được tăng trưởng an lạc, oán thù nơi nước lân cận đều được tiêu diệt. Những gì là ba? Nhiệm vụ quán đảnh xét lợi vì bảo vệ thân mạng, nên chuẩn bị quân binh cùng chiến đấu với kẻ oán địch, trải qua các dinh cung của vua và các cõi nước. Tất cả mọi người dân đều được bổng lộc tài sản nghề nghiệp, đó gọi là đại vương quán đảnh, thành tựu được chuyển luân lần thứ hai. Quán địch không thể xâm chiếm làm hại lần thứ hai, giữ gìn thân mạng sống lâu an ổn. Này thì nam, Như Lai mới thành Phật đạt được trí vô thượng, ba đời quá khứ hiện tại vị lai đều được các pháp nhãn, cũng như ba đời chư Phật đều được pháp nhãn nên tu tập chánh pháp. Bốn quán xét tướng sai khác của nghiệp báo phải đầy đủ pháp nhãn sâu xa, phân biệt nghiệp nhân, làm cho căn lành phát triển luôn được an ổn, khiến chúng sinh được vô lượng an lạc, luôn có thể làm cho các oán địch ngoại đạo tự nhiên hàng phục. Những gì là ba nghiệp? Ngồi thiền, tụng kinh, điều hành việc tăng chúng. Thế nào là ngồi thiền? Thiền có 10 tứ. Những gì là 10? Biết rõ về thân, biết thân là sống nhập, biết thân là ngã ngã sở, biết nghiệp nhân là nhân nên tự tại thọ sinh, biết tất cả ấy là vô minh tối tâm, biết sự yêu thương là không chân thật, tất cả đều là các duyên làm cho khổ não liên tục lưu chuyển không ngừng. Những nhân duyên diệt đi thì tất cả đều diệt trừ. Thế nào là nghiệp lưu chuyển? Quán xét tất cả ba tứ hành nghiệp, đó là nghiệp lưu chuyển. Sinh tử không bến bờ ái do duyên mà có, gọi là phiền não lưu chuyển. Do duyên phiền não nên vô minh hòa hợp sinh ra danh sắc. Danh sắc hòa hợp do duyên nên sinh ra sáu nhập. Sáu nhập do duyên nên sinh ra xúc. Xúc do duyên nên sinh ra thọ. Thọ do duyên nên sinh ra hữu.
hữu do duyên nên sinh ra sinh, sinh do duyên nên sinh ra lão bệnh tử khổ, gọi là khổ lưu chuyển. Như vậy ba lưu chuyển đều tự ái sinh ra. Thế nào gọi là nghiệp do dụng mình? Ái là nước tẩm nhiễm. Vì muốn làm khô cạn hết ba dòng này, nên tách quán xét vô thường gọi là vô thường nhẫn, có năng lực quán xét vô thường, khổ không, vô ngã, tên hiệu tất cả pháp do ngu si vô trí, như huyễn, như sóng nắng, như trăng trong nước, như mộng, không, vô tướng, vô nguyện, vắng lặng, vô sinh, không, không có các tướng, thường quán xét năm bốn là không, vô tướng, vô nguyện. Tùy thuận pháp nhẫn mà tích quán xét hơi thở ra vào, buộc niệm an ổn, quán đếm số tăng dần, đến giảm dần. Quán trụ, quán diệt, gia quán trụ diệt. Trở lại quán sở tức, có hai loại ý và giác quán diệt. Ở nơi giác quán, dự tướng hơi thở ra vào, đếm từ cao xuống thấp. Ngừng lại nơi hơi thở ra vào, để trừ bỏ giác quán. Quán hơi thở ra vào, dự tướng mạo của nó. Quán trụ có hai thứ, thái tướng tận diệt tận, có thể trú vào định. Diệt có hai loại, diệt trừ các cơ sở, làm thanh tịnh trong quán, trong khi quán. Tu hơi thở ra vào, quán xét năm ấm. Vì sao? Vì hơi thở ra vào này gọi là sắc thanh ấm, cũng gọi là thanh ấm, nơi thọ tưởng hành thức. Đó gọi là năm thứ thanh ấm, chứa được các tướng không tương ưng. Là có năm loại chẳng mới, chẳng cũ, chẳng có, chẳng tụ, chẳng nói. Như vậy, dùng năm ấm này để quan sát ba loại nghiệp. Dùng ba loại nghiệp để quán diệt hoàn toàn. Là quán xấu xứ có ngã, ngã sở có nghiệp vô minh, vì nhân ái thấm nhiễm, muốn diệt trừ hoàn toàn phải nhờ vào quán này. Đầy đủ bốn niệm xứ, tập viên mãn bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám tánh đạo phần, mới thành tựu 18 pháp bất cộng, gia nhẫn vô sinh, nhất tiết trí. Đầy đủ tam muội tuổi lăng nghiêm, tu tập hơi thở ra vào, an trú nơi tám tam muội, thành tựu an trú vào sẽ chánh pháp. Nếu có thể tu tập các thiền định như vậy thì đã cúng dường tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại vị lai, đó gọi là Phật tử. Từ miệng Phật sinh, từ chánh pháp sinh. Người có năng lực khéo tu tập thiền định như thế, hoặc là đại sĩ, các vị Bồ Tát hoặc bậc di khởi các lậu, hàng bích chư Phật La Hán, tu tập như thế gọi là đại Bồ Tát, có khả năng thành tựu pháp bất cộng đầy đủ nhất thiết trí. Này thì nam, vì này chẳng bao lâu sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba đời Như Lai Thế Tôn được pháp nhãn sâu xa, viên mãn hành nghiệp, quán xét quả báo, chúng sinh an trú ở 10 tố thiền định. Này thì nam, tức có thể chuyển như pháp Như Lai đã chuyển. Vẽ dùng thiền định để chuyển pháp luân. Này thì nam, thế nào là để tu tụng tập đối với Như Lai? Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tất, ưu bà di, ít lòng tin, căn lành rất mỏng. Đối với chân lý thế gian, căn lành chưa được thuần thục, khiến cho chúng sinh đó đầu giữa cuối đêm. Nhờ tu tập thiền định, vui vẻ mong cầu trí vô thượng. Bây giờ, ta trú nơi đại thừa, an ổn tu tập thiền định, đọc tụng, thọ trì, cúng dường đủ loại. Tự đọc tụng, dạy cho người đọc tụng, tự thuyết pháp, dạy cho người thuyết pháp, tự cúng dường, dạy cho người cúng dường. Tự trú nơi đại thừa cũng dạy cho người an trú nơi đại thừa. Cùng chỉ bảo lẫn nhau để diệt trừ các phiền não, đạt được lợi lạc trong đạo vô thượng. Cùng muốn diệt trừ vô lượng khổ não của chúng sinh, đạt được niết bàn, không còn lo sợ. Đã có chúng sinh mong cầu với chư Phật, từ thuyết pháp 12 nhân duyên. Nếu có người cầu thanh văn từ thuyết pháp, thì thuyết trăm ngàn bốn loại A Hàm, dĩ số A Thị Đàm, khiến họ đọc tụng tu tập đúng như lời dạy. Đó gọi là Như Lai tu tập tụng pháp luân. Này thì nam, nó có chúng sinh căn tánh thấp kém, biến nhát ít trí tuệ, quên mất chánh niệm, tham đắm chỗ ở, y phục, ăn mặc, bốn sở cúng dường, xa lìa các bạn lành. Những chúng sinh này muốn phát khởi nhân duyên căn lành thì phải giáo hóa khuyến khích họ phục vụ chúng tăng và pháp Phật, gần gũi các bậc hòa thượng A Xà Lê. Này thì nam, đó là an trú vào sở giáo hóa, làm việc phước đức của Như Lai.
Như vậy này thì Nam biết như thật đối với pháp tu tập gia nghiệp. Đó gọi là pháp luân lần thứ hai của Phật. Để đủ ba nghiệp thành tựu trọn vẹn cho chúng sinh, đạt được nơi an ổn, không còn lo sợ. Tiếng gầm của sư tử có khả năng chuyển phạm pháp luân, khi cho tất cả ngoại đạo đều hàng phục. Nam biết như thật về chân chuyển của chúng sinh. Này thì Nam với như vua sát lợi được phát quán đảnh, hay quán sát sa môn bà la môn tỳ xá thủ đà. Ai là hùng dũng có đầy đủ khả năng tài giỏi giữ gìn giới, biết phân biệt rõ có công đức phương tiện trí tuệ, xin nên tinh tấn kiên cố không tái chuyển, đầy đủ phước đức để trang nghiêm. Khi ấy vua sắc lợi làm lễ quán đảnh cho ở trong chúng, tùy theo tướng mạo đó mà cung cấp cho nước này những thứ vàng bạc châu báu, kho lúa gấm lụa, ruộng nhà, nô tỳ, kẻ hầu. Nó có chúng sinh trì giới giống như người kia thì cũng được cung cấp đầy đủ không thiếu. Nó có chúng sinh không trì giới ít tinh tấn biến nhát, quên mất chánh niệm, không có lòng thương xót, không biết quả báo, không sợ đời sau, muốn ở nơi bùn lầy. Đại vương xét lời quá nặng như vậy, tùy theo việc làm của họ để chỉ ra hình phạt mà bảo vệ an ủi, hoặc vì hình phạt mà giảng dạy, hoặc vì hình phạt mà trói giam, hoặc vì hình phạt về tài vật, hoặc có cướp đoạt tài sản sự nghiệp thì dùng hình phạt bằng roi gậy, hoặc có hình phạt cắt bỏ tay chân hoặc hành quyết. Có vô lượng sự giáo hóa như vậy, đó gọi là đại vương sắc lợi quán đảnh chuyển luân lần thứ ba, có năng lực làm tăng trưởng lợi ích cho cõi nước của mình, hàng phục các hoàng đạo xấu ác, giữ gìn thân mạng khiến được sống lâu. Này thì Nam, lấy đời đạo thanh văn của ta sẽ lìa phước đức, phương tiện trí tuệ cho các sự địa phục, quên mất chánh niệm, tâm loạn động buông lung, thì nương tựa vào ta, ta biết được tâm tánh, tùy theo tướng mạo mà địa phục họ. Nếu có kẻ tự cao tự đại khó có thể điều phục, tâm không cung kính, không giữ gìn giới luật, mà để chánh pháp trường tồn mà điều phục họ, nên phát sinh tâm vọng niệm thì giáo hóa khiến họ hối lỗi, để bảo họ dùng hình phạt bằng cách đuổi đi. Về sau trọn đời không cùng họ nói chuyện, hoặc được ở trong tăng chúng thì dùng hình phạt lễ bái quả trách, nhưng không được hưởng tài lộc tài lợi của tăng, hoặc ở trước tăng chúng bố dốc đền lễ sắc đất, tự quy y sám hối lỗi lầm, hoặc khi bị đuổi ra không cùng sống chung. Ta biết chúng sinh được các loại tâm tính, tâm có chỗ hướng về đã có thể phát sinh lòng tín hiểu, vì lợi ích của họ nên làm tiêu trừ các tối tâm, làm cạn kiệt dòng sinh tử, được an vui nơi niết bàn. Vì muốn điều phục chúng sinh phá giới, ta thuyết giảng đồng đại các kinh nói về những nỗi khổ địa ngục, để có chúng sinh phát khởi lòng tình cung kính, ý thanh tịnh, tùy theo phương tiện tướng tánh của người đó mà giảng thuyết ra các căn lành, khiến họ đầy đủ việc lành mới đạt đến thành quả ý. Này thì Nam, đó gọi là chuyển bánh xe lần thứ ba. Như vậy là chuyển tùy theo chúng sinh kia mà đạt đến các sự hiểu biết, tu hành các nghiệp đầy đủ gốc thiện nên được an ổn, đạt đến nơi không còn sợ hãi. Những các vị hiền thánh chuyển bất luân của Phật thì ngoại đạo ứng được tự nhiên hàng phục, đã có thể gầm lên tiếng gầm của sư tử. Này thì nên với nhớ đại vương sắc lợi quán đảnh, dân chúng trong nước có bao nhiêu loại quy y theo nẻo tà, thấy biết sai lầm, học hiểu sai lầm, và xuất gia không chân chánh, hoặc đối với tướng lành mà chuyên cần tu tập như thế. Vì vô lượng khổ nạn làm tổn hại chúng sinh, nên chúa đại quán đảnh dùng pháp cụ của vua trước đã vì chúng sinh kia, cho họ siêng năng tu học nhằm đoạn trừ các bọn kiến chấp, dùng pháp thiện của vua trước để cai trị đất nước, khiến họ tu hành. Đại vương sắc lợi quán đảnh chế ra pháp luật, khi tất cả chúng sinh đều đồng một tâm ý, cùng được điều phục, cùng được mong cầu, ưa thích và cùng quy về một hướng, đều hòa hợp tùy thuận với phép trị nước của vua trước, tuân lệnh lãnh nhận chiếu chỉ, đều tùy thuận làm theo pháp nước. Bây giờ đại vương sắc lợi quán đảnh thường dục cùng ăn cơm, vui chơi với dân chúng, không nghi ngờ, tâm ý tin tưởng, cùng thực hành phép vua. Đó gọi là đại vương quán đảnh chuyển luân lần thứ tư. Nhờ nhân duyên như vậy, có khả năng khiến cho nước mình được tăng trưởng, ngăn cản được oán thù, tất cả đều hàng phục, có thể bảo vệ đất nước, giữ gìn mạng sống. Này thì Nam, như lại Thế Tôn, tất cả chúng sinh có bao nhiêu loại đi theo tà kiến,
ưa thích tà nghiệp, tất cả chúng sinh do các duyên này nên ta vào đời quá khứ. Chư Phật Như Lai ở trước đại chúng khai thị giáo hóa vô số giáo pháp nhân quả của Đức Phật, giảng thuyết sáu pháp ba la mật, tu hành chánh đạo, giảng thuyết ba ngôi báu Phật, pháp tăng, thánh hiền, nhiều lần thể hiện các nghiệp báo giáo hóa, tạo lối an lạc dẫn đường cho họ, khi các tà kiến được hiểu rõ và bốn bộ chúng đều giải thoát, tu tập đầy đủ các hạnh lành, hòa nhã dịu dàng, giáo hóa theo bốn niệm xứ. Đối với các pháp giải thoát biết rõ đạo chân chánh đều được mừng vui, khiến cho họ khiến cho giáo pháp tồn tại lâu dài, ba ngôi báu hoàn toàn không đoạn dứt, cho đến bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tam thánh đạo phần, tất cả thiền định giải thoát tri kiến đều được tự tại vô hóa vô ngại. Như vậy này thì nên đó là chuyện Pháp Luân lần thứ tư của Như Lai. Như Lai thành tựu Pháp Luân như vậy khiến cho tất cả chúng sinh đều quay về và tu tập các nghiệp lành, đều thấy biết rõ, an ổn vui mừng, ăn đủ vào quả vị không còn lo sợ. Về đại thiên thù thắng chứng được quả vị chuyển Pháp Luân của Phật, tất cả sa môn, bà la môn, ma phạm, chư thiên không thể chuyển được. Đại thiên có thể diệt trừ thiên ma và ngoại đạo, ở trong bốn chúng gầm lên tiếng gầm của sư tử. Này thì nam với giới đại vương quán trảnh có thể khiến cho nước mình và dân chúng nước khác tưởng thấy nhan sắc của vợ mà tâm không chán. Đối với sản nghiệp và các nhan sắc của người khác đều sinh tâm đắm nhiễm. Giữ gìn thành lũy và các vật tôm ấp, còi nước cho đến cung chương, tất cả đều được binh lính tuần tra canh gác cẩn thận kiên cố. Này thì nam đó là đại vương quán đỉnh thứ năm, chuyển luân cho ra luật cấm. Khi ấy vua quán đỉnh đã thành tựu các luân như vậy, có thể làm cho các quán thù ngoại đạo đều được hàng phục, đất nước tăng trưởng, cứu giúp hộ trì thân mạng. Này thì nam Như Lai Thế Tôn có thể khiến cho ma dương ba tuần 95 học thuyết ngoại đạo tài kiến giá thể chúng sinh ở nơi tài sản và nghiệp của mình tâm không chẳng đủ, cho nên các sự việc muốn hại Như Lai như dùng hầm lửa để đốt, trường thuốc độc vào cơm, soda núi nhầm đè bẹp tả do say, hoặc rút kiếm sức bén ra, dùng những thứ như vậy để theo hại ta, dùng bùn đất nhờ bôi lên Phật, hoặc dùng sự dâm dục để bôi khống Như Lai, hay nói chẳng phải là người cũng chẳng phải là trượng phu. Những việc như vậy đã phỉ báng hủy nhục, như là lời hung ác mà nhục Phật pháp tăng, đều do các lợi dưỡng mà sinh tâm đố kỵ chê bai thanh văn. Như Lai Thế Tôn giữ gìn hoàn toàn sáu căn, an trú ở bốn phạm xứ, dạy dỗ các thanh văn về bốn niệm xứ, bốn hiện tại, giải thuyết cho thanh văn về ba pháp môn giải thoát. Như vậy Như Lai có rất nhiều pháp dạy, hoặc pháp thế gian, pháp xuất thế gian, khiến cho tất cả biết đúng như thật. Này thì nam đó là gọi là chuyển Pháp Luân lần thứ năm của Như Lai. Như Lai thực hành chuyển Pháp Luân như vậy, dùng trí xuất thế gian, khi cho tất cả chúng sinh đều quay về nương tựa, đều cùng nhau có sản nghiệp, cùng thấy biết ăn uống vui mừng, không còn sợ sệt. Đó là nơi đại tiên cao thắng chuyển Pháp Luân của Phật, sa môn bà la môn, các phạm vương thiên ba chư thiên không thể chuyển được, đều có thể điều phục quân ma với các ngoại đạo. Ở trong bốn bộ chúng có thể gầm lên tiếng gầm của sư tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân quyển 2. Vì đem cái đức này hứa với cấp kẻ đệ tử và chúng sinh được trọn thành Phật đạo.